뭘 하고 하나? Chào tất cả các bạn. Công ty VNN hôm nay giới thiệu cho các bạn bộ sản phẩm máy cắt vải cầm tay đa năng VKPT1. Bên mình sẽ mở hộp giới thiệu cho các bạn bộ sản phẩm bên trong. Sản phẩm bên trong gồm có một sách hướng dẫn sử dụng, một cục sạc để cho máy sử dụng cột điện 220V. Kèm theo đó là một cục pin biến đổi dòng điện. Tiếp theo là một cục sạc để sạc pin dự phòng. Đầu cắt vải A. Sạc pin dự phòng. Đây chính là thân máy. Mình sẽ tiến hành lắp đặt máy khi máy sử dụng pin. Ta lắp đầu cắt. Đây là nút tháo. Các bạn sử dụng pin. Cục pin này thì là có dung lượng là 2200 mAh và cục pin sử dụng là pin 3.6V. Các bạn có thể thay thế bằng cách sử dụng trực tiếp nguồn điện 220V bằng một cục biến đổi. Ôi, cảm ơn. Không cắt, cắt lớp nữa. Cái này là 4 lớp rồi. Cách chuyển giặc kia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video sản phẩm của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn vui lòng truy cập thanh nghe group.com.